Em xin kính chào thầy cô, chào cả nhà. Tên đầy đủ của em là Nguyễn Trọng Thăng. Em tới từ Yên Thế, Bắc Giang. Mã định danh của em là 2208, nhà 121. Em rất là trân trọng biết ơn tổng điểm. Trân trọng biết ơn sự hiện diện của bản thân trong lớp học Mentor K04. Được hiện diện trong lộ trình rèn luyện để trở thành Mentor thực thụ. Để thấu suốt nhân, duyên, quả. Thấu suốt nhân sinh, trưởng thành hơn trong quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn. Trưởng thành với sự trưởng thành tận cùng của con người là 7 sự giàu toàn diện. Giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, giàu năng lực, giàu thể chất và giàu vật chất. Cùng thực hiện sứ mệnh xuất khẩu giáo dục tận gốc của Việt Nam ra toàn cầu. Trân trọng biết ơn bạn Nguyễn Thị Sen, Mentor Ba đã giới thiệu Thăng và tổ chức quýt. Em rất là trân trọng biết ơn quý thầy cô đã dụng tâm chia sẻ, truyền trao những tri thức tuyệt quý. Hôm nay, sau cái buổi học số 3 về học về thuật quảng bá, một trong ba pháp bảo cuộc sống, thì em nhận được những cái bài học và những điều tâm đắc như sau. Bài học đầu tiên em nhận được đó chính là bản chất mọi thứ đã có sẵn rồi. Chỉ cần mình rõ hình và đưa tần số rung động năng lượng tương đồng là mình nhận. Vậy là mình chỉ cần rõ hình, đưa tần số rung động năng lượng tương đồng là mình sẽ nhận những gì mình muốn. Bài học số 2 em nhận được đó chính là an vui học tập, hưởng thụ học tập. Thì mình đơn giản để kích hoạt được nhận thức. Đừng có quá tham thức, mà hãy coi việc học là một cái sự vui vẻ tận hưởng. Nên trong quá trình chia sẻ cũng như học tập, em đã và đang ứng dụng được điều này, thì cảm thấy cái sự tiếp nhận về tri thức của mình nó được tốt hơn. Một bài học số 3 em nhận được đó chính là khi mình quảng bá về sức khỏe. Một cái ví dụ thầy lấy về quảng bá, quảng bá về sức khỏe, thì khi nhắc đến sức khỏe thì cần phải rõ khái niệm trước, rõ khái niệm trước, mà cụ thể ở đây là về tinh thần, về xã hội, về thể chất. Về sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần, về xã hội và thể chất. Và một cái thông tin em biết qua cái buổi chia sẻ của thầy đó chính là các nhà nghiên cứu về sức khỏe, người ta đã thu thập được số liệu của toàn xã hội thì chỉ có 5% là người thực sự khỏe mạnh, 20% là người bệnh tật, 70 đến 75% là người giả khỏe mạnh. Vậy thì trong cái khái niệm về sức khỏe có tinh thần, có thể, có xã hội và có thể chất, thì từ trước đến giờ người ta cũng chỉ nói bạn muốn có sức khỏe tốt thì cần phải có tinh thần lạc quan. Vậy lạc quan nó vẫn là một cái khái niệm rất là mơ hồ, thì cần phải làm rõ lạc quan chính là an vui, bao dung, trân trọng biết ơn. Như vậy những cái thứ đó nó thuộc về phi vật chất, cho nên cần phải làm rõ khái niệm. Về mặt xã hội thì cần phải nâng cấp mối quan hệ, thật nhiều mối quan hệ, tự quý mến, tin tưởng và thân thiết. Vậy đây nó là cái phần trung gian.
về thể chất, nó là sức mạnh, sức bền, sự dẻo dai, thăng bằng, tốc độ. Thì cần làm cho người ta rõ hình bằng chính những cái ví dụ để hướng dẫn những cái biểu hiện về thăng bằng thì làm những cái động tác như thế nào để rút ra được cái sự thăng bằng, người dẻo dai và sức mạnh. Bài học tiếp theo học được đó là sức mạnh. Thế vậy một người thế nào được gọi là mạnh? Người bình thường là nhân được cái vật bằng trọng lượng cơ thể của mình. Người được gọi là mạnh thì nhấc được vật gấp đôi trọng lượng cơ thể. Người nhấc được 3 lần trọng lượng cơ thể của mình thì gọi là rất mạnh. Vậy cứ như vậy thì mình sẽ làm cho họ rõ hình. Và khi quản trị được tâm thức tốt rồi, khi quản trị được tâm thức tốt, rõ hình, rõ khái niệm thì năng lực sẽ tự phát sinh. Ví dụ một người sau khi nhận thức nội tâm về sức khỏe, quản trị tâm thức về sức khỏe rồi, thì vậy là 100% thời gian sẽ chủ động chăm sóc sức khỏe. Bởi vì không chăm sóc về thể chất thì cũng là tinh thần, cũng là mối quan hệ xã hội. Cho nên mình lúc nào cũng khỏe mạnh. Và bản thân em từ khi có cái nhận thức này và quản trị được cái tâm thức này, cho nên mình có làm việc từ sáng sớm đến trưa, đến chiều, đến đêm, mình vẫn cảm thấy rất khỏe, rất vui vẻ, là do mình đã nâng được cái nhận thức nội tâm và quản trị được tâm thức và sức khỏe. Và khi mình quản trị được tâm thức, một bài học tiếp theo em học được đó là khi mình quản trị được tâm thức rồi thì cái tần số rung động năng lượng phát ra luôn là cao và siêu cao. Luôn phát ra cao và siêu cao cho nên lúc nào mình cũng thấy rất là khỏe. Một bài học tiếp theo em nhận được đó chính là ngôn ngữ được chuyên trở bằng nguồn năng lượng gì thì nó sẽ quyết định cái mức độ tác động vào người nghe. Mà cụ thể đây là một nhạc quảng bá thì cái nguồn năng lượng của nó an vui, nó sẽ tác động được vào tầng sâu nhận thức của người nghe. Nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn nó sẽ kích được hình, tạo được hình ảnh tâm trí cho người nghe. Mà khi ngôn ngữ được chuyên trở bằng nguồn năng lượng an vui, trân trọng biết ơn thì là ngôn ngữ ánh sáng, ngôn ngữ kiến tạo tương lai. Vậy thì là một nhà quảng bá thực sự thì chỉ có thể là ngôn ngữ ánh sáng, ngôn ngữ kiến tạo tương lai, không có ngôn ngữ bóng tối. Một bài học rất quan trọng em nhận được qua cái buổi học hôm nay đó chính là nhà quảng bá thì cần phải có nhận thức nội tâm về con người như thế này thì mới trở thành được nhà quảng bá. Và như chúng ta đã biết, chín con người, chín loại người cần nhận dạng và đối đãi trở thành, năm mức độ mối quan hệ xã hội. Con người là cỗ máy công đức phước đức, con người là con đường, là cây cầu, con người là vốn quý, con người mượn sức trợ lực, con người giữ hình, con người là nhà quảng bá, con người giúp mình ổn định tần số rung động năng lượng, con người giúp mình rõ khái niệm. Vậy thì giữ hình, nhà quảng bá cần rõ hình và
kiến tạo hình ảnh để nhiều người giữ hình thì cái hiện thực nó sẽ xuất hiện. Và hãy chia sẻ ước mơ qua đây, thì hãy chia sẻ ước mơ của mình cho thật nhiều người, quảng bá ước mơ của mình để cho nhiều người cũng sẽ quảng bá giúp mình. Thì hiện thực nó sẽ xuất hiện. Hãy biến khách hàng thành trở thành nhà quảng bá cho chúng ta. Một bài học rất quan trọng nữa anh nhận được đó chính là con người thì thường bị dính mắc nhân sự nên là tạo ra một rào cản nhận thức nội tâm về con người nhân sự là ba mày đã để ra mày mày phải cãi cho nên hạn chế rào cản nhận thức nội tâm. Nhân xưng là thầy là cô thì không phải nhà học trò, và theo cái quan niệm về con người thì con người là vốn quý, con người là thầy, học trò rất có thể là thầy của ta, con của ta rất có thể là thầy của ta. Bài học tiếp theo em nhận được đó chính là khi muốn chia sẻ sản phẩm thì ít nhất cái mức độ mối quan hệ phải là từ quý mến trở đi trở lên thì mới chia sẻ sản phẩm. Tất nhiên là tin tưởng và thân thiết thì càng tốt. Chủ động tin tưởng con người thì mình sẽ đơn giản và nhanh chóng nâng cấp mối quan hệ sắp tới và nâng tần số rung động năng lượng. Bài học tiếp theo anh nhận được đó chính là cần làm tốt truyền thông nội bộ. Cần làm tốt truyền thông nội bộ. Chính những người nói trong công ty, trong tập đoàn cần phải rõ khái niệm, rõ hình, truyền thông thật tốt để quảng bá nhân rộng để nhiều người đồng khái niệm, đồng ngôn, đồng thuận và đồng hành. Nhà quảng bá có nhiệm vụ là kiến tạo hình ảnh tốt đẹp trong cộng đồng. Cho nên mọi tiêu cực đến tôi là kết thúc. Rất là trân trọng biết ơn thầy với cái bài học là hôm nay thầy có nhắc. Vậy thì khi mình đã lỡ lan tỏa một cái điều gì đó không tốt mà giờ đây mình đã ngưng lại rồi nhưng rất có thể là người khác vẫn đang lan truyền cái điều đó, vậy thì có phải là vô hình chung là mình cũng đang là tạo ra áp lực theo cái quy chiếu của chúng mình vậy? Hay nhiều lúc do vô tình mình kể chuyện mà mình lại gây áp lực cho người khác mà mình không biết. Ví dụ như mình kể trong quá khứ mình bị những người chèn ép đối xử tệ như thế nào mà do người nghe yêu thương mình quý mến mình mà người ta vô tình chung lại ghét luôn cả cái người kia. Như vậy khi mình kể chuyện mình cũng cần phải hết sức là khéo léo tế nhị chỗ này, dẫn dắt câu chuyện này cũng do cái tổng nghiệp quy định bối cảnh đó sao sao
Và khi mình đã chốt lan tỏa những cái điều không tốt ra xã hội, bây giờ mình đã nhận thức được mình đã ngừng lại rồi, vậy thì cần phải tích cực, tích tạo công đức phước đức bằng việc làm bảy bố thí quan trọng đời người thường xuyên liên tục. Và bài học tiếp theo nhận được đó chính là một sản phẩm như thế nào thì được gọi là một sản phẩm đủ tiêu chuẩn để quảng cáo. Đó chính là cái sản phẩm và cái giá trị trao đổi phải lớn hơn giá trị trải nghiệm, và giá trị trải nghiệm lớn hơn giá trị sử dụng. Ví như khi chúng ta tham gia lớp học thấu hiểu nội tâm thì mình chỉ đơn giản tưởng như mình chỉ thấu hiểu nội tâm của mình an vui, nhưng khi mình vô đó học mình được nhận rất nhiều giá trị khác nữa. Và khi mình lan tỏa cái lớp học đó cho nhiều người và họ lại tiếp tục nhận được những cái giá trị lớn hơn nữa, thì như vậy lớp học thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui là một lớp học đủ tiêu chuẩn để quảng bá, và chỉ có nghiệp duyên đó mới kích hoạt được nghiệp thức đó. Cho nên tích cực chia sẻ là quảng bá những điều tốt đẹp, tri thức, báo về tri thức với cộng đồng. À, đó là những cái bài học mà em nhận được sau cái buổi học số 3 về thuật quảng bá. Trân trọng biết ơn thầy cô và cả nhà đã lắng nghe.